Ê, bỏ cái trái này ra nè. Ủa mợ ba, Chiêu Dương đâu, sáng giờ con không thấy. Nó mệt nên còn ngủ. Không biết vợ dậy chưa ta. Con có sao không con? Dạ, tối qua con ngủ không được, bây giờ con nhức đầu quá, con không phụ má được. Không sao đâu con, con cứ nghỉ ngơi đi, ngủ cho lợi sức. Hay là con có muốn ăn sáng không? À con có cần má lấy thuốc nhức đầu cho con uống không? Má làm gì má làm đi, con tự lo được mà. Vậy thì con nghỉ ngơi đi nha. Nổi á thì cuốn gói ra khỏi cái nhà này liền đi. Tôi chưa thấy ai mặc giày mà lì với chị luôn đó. Mẹ chồng đã không ưa rồi mà cứ ở lì trong nhà, không hiểu nổi chị luôn á. Chị Trà, Chiêu Dương, Dương ơi, dậy ăn cơm đi con. Con đã nằm cả ngày rồi, ổn không? Nếu không ổn đưa con đi bệnh viện nha. Con không sao đâu má. Má nấu cơm rồi, ra ăn với má ăn miếng đi rồi ngủ tiếp nha. Con không có đói, má ăn trước đi. Nè, nếu như con ngán cơm á thì má nấu cháo cho con ăn nha. Con không cần ăn đâu mà, má cho con ngủ đi. Vậy con nghỉ ngơi nha. Rốt cuộc thì nó bị làm sao vậy? Thank you.
Có chuyện gì vậy? Gọi điện cũng không trả lời mình. Lạ thiệt chứ. Cô ta bị con đánh chèm bẹp như vậy, chắc là cuốn gói ra khỏi nhà sớm thôi mẹ. Con áp lực cho cô ta đi như vậy cũng tốt, nhưng mà ra tay vừa thôi, làm quá là ăn cho hết đó. Bộ mẹ còn thương cô ta hả? Mắc gì mẹ phải thương nó. Mẹ nghe nè con trai. Mẹ, sao mấy ngày nay con gọi cho vợ cũng không được vậy mẹ? Trúc Trà có chuyện gì hay không mẹ? Con gọi cho mẹ, chưa kịp hỏi thăm mẹ là đã hỏi vợ con. Sao con bất hiếu quá vậy? Dạ, con xin lỗi mẹ, con không có ý đó. Tại vì con gọi cho vợ con không được, cho nên con sốt ruột thôi. Vợ bay á, nó biểu tình, nó nằm lì ở trong phòng á, nó đâu có ra ngoài, nó đâu có cơm nước gì cho mẹ, nó bỏ đói. Mẹ nè, mẹ sắp chết rồi đó, con có biết không? Có dâu á, cũng như không vậy đó. Bay cứ bỏ đi miết, mẹ ở nhà có xảy ra chuyện gì bay cũng đâu có hay biết. Nè, mẹ nói cho con biết nha, con ly dị con Trúc Trà đi. Mẹ không có ưng mẹ... chút xíu nào hết trơn á. Con phải đi họp rồi, con gọi lại cho mẹ sau nha. Ở nhà Trúc Trà xảy ra chuyện gì rồi? Phải gọi điện cho má thôi, phải làm phiền má rồi. Cái gì? Có chuyện đó nữa hả? Được 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 rồi, má qua liền, má qua liền. Con. Ủa, má đi đâu vậy? Trúc Trà gặp chuyện rồi con ơi. Trúc Trà gặp chuyện gì mà má gấp vậy? Chuyện dài lắm, để má về rồi má kể cho con nghe sau. Bây giờ má qua bệnh coi tình hình Trúc Trà sao đã. Giờ má vô thay đồ đi liền nè. Mình là con đẻ mà không bằng một đứa con nuôi. Cứ chuyện gì mà đụng tới Trúc Trà là cả nhà đều chăm chăm vô quan tâm. Con, má đi nghe. Ở nhà con tự lo cho mình. Má qua bệnh của em sau nha. Rốt cuộc thì cũng rõ, không ai con mình ra cái gì hết. Cái gì cũng Trúc Trà, Trúc Trà, Trúc Trà. Mẹ, mẹ, cô ta xuống rồi kìa mẹ. Mẹ, xuống rồi kìa, chửi nó đi mẹ. Dạ mẹ. Bây giờ tôi nói rõ quan điểm của tôi cho cô nghe. Mấy hôm nay tôi vì chuyện này mà giữ trong lòng. Thật ra trong mắt của tôi, cô là thứ người không ra gì. Mẹ, sao mẹ lại nói con như vậy? Cô tưởng tôi không biết chuyện quá khứ của cô sao? Trước khi về làm vợ của thằng Quý thì cô từng là người yêu của thằng Hiếu. Mẹ. Sao? Tôi nói có gì sai không? Đó là chuyện đã qua, mẹ nhắc lại để làm gì? Đúng là trước khi cưới anh Quý, con cũng đã có tình cảm riêng tư của mình. Nhưng mà khi lấy anh Quý rồi, con chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ảnh hết. Ai mà biết được, lỡ như cô thất tiết trước khi về làm vợ thằng Quý thì sao? Mẹ, sao mẹ lại nghĩ con như vậy? Tôi không nghĩ, mà tôi khẳng định là như vậy. Hai thằng đó chơi thân với nhau từ nhỏ, chuyện gì mà tôi không biết. Cô với thằng Hiếu đã từng có dự định kết hôn, yêu nhau say đắm, thì dễ gì hai đứa không có chuyện gì hả? Mẹ không thể nào nghĩ quan cho con như vậy được. Tôi đã phản đối kịch liệt khi thằng Quý định lấy cô làm vợ, nhưng nó không nghe lời tôi. Ngay từ đầu tôi đã không ưa gì cô, nên bây giờ cô tự rút lui đi. Đã không ra gì mà còn không biết sinh con. Sao mẹ lại xúc phạm con như vậy chứ?
chuyện không có con không phải là lỗi do con. Còn chuyện con có thất tiết với anh Quý hay không, mẹ có thể hỏi ảnh mà. Tưởng đâu cành vàng lá ngọc gì, bây giờ cũng lộ cái bản mặt ra rồi. Cũng là loại gái hư hỏng thôi mà. Cô im đi, cô không có tư cách nói chuyện với tôi. Mày dám nói tao không có tư cách hả? Cô muốn cái gì hả? Cô muốn cái gì hả? Hả? Ba. Ba. Má. Trời. Cô là ai mà dám ăn hiếp cô gái tôi? Nè, cô có ngon cô bước qua đây nè. Cô đánh nó một lần nữa cho tôi xem. Xin lỗi chị Xui, tôi đường đột qua đây không báo cho chị biết trước. Theo như tôi biết, Trúc Trà nó đâu phải là con ruột của chị đâu. Sao chị lại tới đây làm chi vậy? Tuy Trúc Trà không phải là con tôi đẻ ra, nhưng tôi xem nó như là con ruột. Sống ở trên đời này nè, chữ tình quan trọng lắm. Nhưng mà tại sao chị lại nhẫn tâm đối xử với con dâu của mình như vậy? Nó đâu có làm tròn bổn phận con dâu với tôi đâu. Nếu nó đẻ được á, thì tôi đâu có mướn người về đẻ thai. Sao chị có thể khẳng định là lỗi của Trúc Trà chứ? Cho dù con dâu chị sanh không được, chị cũng không thể nào làm cái chuyện thất đức này. Chị dám đem cái ngữ không ra gì này về đây hành hạ con tôi là sao? Tôi đâu có khiến con chị ở đây. Nếu mà không thích thì về bên nhà chị ở đi. Con của tôi được chị trầu cao rượu trà rước về, chứ đâu đâu theo không con chị đâu mà chị muốn đuổi nó lúc nào thì đuổi. Anh làm gì nãy giờ em gọi anh không bắt máy vậy? Nãy giờ anh bận công việc chút, anh cũng đang tính gọi cho em nè. Ngày mai anh có về nhà không? Ngày mai hả? Ừ, ngày mai anh bận tiếp khách rồi, anh không có về được. Má đi qua nhà Trúc Trà rồi, em không muốn ở nhà một mình đâu. Anh biết nhưng mà em thông cảm cho anh, công việc trên này nhiều quá, anh lu bu thiệt mà. Anh hứa để giải quyết xong công việc đợt này á, anh chạy với bà xã liền nha. Có phải là bây giờ em già, em xấu, em vô dụng nên là anh không muốn ở bên cạnh em nữa phải không? Nói bậy không à. Bà xã của anh mà già thì ai trẻ? Bà xã anh xấu thì ai đẹp? Anh bận công việc thiệt. Công việc. Lúc nào trên miệng anh cũng hai chữ công việc hết. Anh muốn tránh né em, anh muốn bỏ rơi em chứ gì? Em sao vậy? Sao tự nhiên to tiếng với anh? Mọi người đi hết đi, cứ bỏ mặt tôi. Có ai biết tôi đang phải chống chọi với cái thứ vô hình quái quỷ gì hay không? Trúc Trà, người ta đối xử với con như vậy mà sao con vẫn chịu đựng được? Sao con không bóc cho má biết vậy? Chỉ còn mỗi mình, không ai quan tâm gì tới mình hết. Thank you.
là thứ bỏ đi. May là thứ bỏ đi, mày không làm được cái gì hả? Thế giới này không phải của mày. Không phải Chiều Dương lừng lẫy ngày xưa đâu. Chiều Dương của ngày xưa đâu? Mày làm lại được không Chiều Dương? Tại sao mày phải cam chịu cuộc sống như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Không thể như vậy. Không thể. Mày phải khác. Đúng rồi. Mày phải khác. Mày phải khác. Mình phải bay. Mình phải bay cao hơn. Bay cao hơn. Mình phải bay đi xa hơn. Bay lên cao. Bay xa hơn nữa. Bay xa thiệt xa. Bay lên. Bay lên cao. Con sao vậy? Dương, bà là ai à? Trời đất, cô hai mà mày cũng không nhận ra nữa hả? Sao uống sai dữ vậy con? Trời ơi, chết rồi. Cô hai à. Trời đất. Dương, Dương ơi, con sao vậy con? Dương à, Dương, 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 mà ba ơi, mà đâu rồi? Sao để con Dương xa dữ vậy? Dương à, mọi người bỏ đi hết trơn rồi, bỏ đi rồi. Trời ơi, đàn bà con gái gì còn hôm bụm nhậu nữa, thiệt hết nói mà. Yêu cầu cô ra ngoài. Chuyện gia đình của tôi cần phải giải quyết. Mẹ, đây là nhà của tôi. Sao chị nói như ra lệnh vậy? Tôi biết cô ta là ai. Cô ta không đủ tư cách ngồi ở đây nghe người lớn nói chuyện. Tôi không đi đó. Bà làm gì tôi? Mà nhà này là nhà của bà Liên, không phải nhà của bà. Muốn đuổi là đuổi đâu. Cô có biết xen vào chuyện hôn nhân của người khác là ở tù mấy năm không? Cô muốn tôi gọi công an đến đây không? Mẹ, con ra ngoài chút xíu đi. Chị Xui à, mình là người lớn, mình luôn dạy con trẻ sống phải biết trước, biết sau. Còn nói theo đạo lý nhà Phật, sống phải biết nhân quả. Tôi già đến tuổi này rồi, đâu cần chị chỉ dạy. Tôi đâu có dám chỉ dạy chị. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cho chị nhớ rằng, sống sao cho phải đạo trời. Chị làm như vậy mà coi được sao? Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Chị thử nghĩ coi, tôi có một mụn con trai à, lấy vợ thì đến giờ này nó vẫn chưa đẻ được cháu. Thì lấy đâu ra cháu để tôi nối dõi tông đường hả? Trúc Trà. Dạ. Bao nhiêu lâu nay hai vợ chồng con đi khám, bác sĩ người ta nói sao? Dạ, bác sĩ nói vợ chồng con bình thường hết má. Đó, chị nghe con gái tôi nói chưa? Đâu phải lỗi con gái tôi đâu. Sao chị trút giận lên đầu của nó? Tôi mặc kệ. Vợ chồng lấy nhau rồi mà không đẻ được con á thì ly dị đi. Chị nói vậy mà nghe được sao? Ly dị là trò đùa của hôn nhân hả? Biết bao nhiêu cặp vợ chồng người ta ăn ở với nhau mà không có con, người ta vẫn ăn đời ở kiếp kìa. Chuyện thiên hạ tôi không có quan tâm, còn chuyện nhà tôi hả, tôi tự xử.
Được rồi, tôi sẽ cho con gái tôi ly dị, nhưng chừng nào chồng nó lên tiếng, chừng nào con gái tôi nó là người có lỗi. Còn nếu không, chị đừng hòng chia rẽ vợ chồng nó. Trúc Trà, lên phòng con đi, má nói chuyện. Dạ. Trời trời trời, tự nhiên như nhà của mình vậy hả? Trời trời, mẹ công nhận cái bà này phải dữ thiệt ha. Bây giờ mẹ con mình phải làm sao đây hả mẹ? Trời ơi, lẹ 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 đi. Từ từ, vô đây tôi nhờ chút xíu coi vậy. Chú đem nó vô nhà giùm tôi đi, để nó trúng gió, nó nhập thổ, nó chết luôn á. Quỷ thần thiên địa ơi, lần đầu tiên tôi thấy đàn bà say xỉn vậy nè. Rồi, ủa chị bà đâu? Tôi không biết nữa, tôi mới qua đây. Thôi thôi được rồi, lại khiêm phụ tôi, khiêm phụ tôi. Trời ơi. Ráng lên chú ơi. Nặng dữ vậy nè. Không biết nó có việc gì buồn mà nó nhậu xa dữ vậy, không biết nữa hả? Dạ, con nghe nè má. Má có gặp vợ con chưa? Má mà không qua kịp là coi như là nó xem bị người ta đánh chết rồi đó. Má nói cái gì? Ai đánh Trúc Trà hả má? Thì con hồ ly tinh đó chứ ai. Cái gì? Cô ta dám đánh Trúc Trà? Sao cô ta dám chứ? Trúc Trà nó nói cô ta lấy điện thoại của nó, vì trong nhà có ba người. Không lẽ mẹ con lấy? Trúc Trà nói vậy thôi đó. Vậy bữa nay Hà Mồ nó nhảy vô đánh con Trúc Trà. Mặt mày con nhỏ nó đỏ bừng lên rồi kìa. Nhưng má giận nhất là mẹ con. Mẹ con á, ngồi yên để cho con Trúc Trà bị đánh như vậy á. Con phải về nhà giải quyết chuyện này đi Quý. Má thấy không ổn chút nào hết. Má à, bây giờ con về cũng không kịp. Hay là má lại với vợ con đi, ngày mai con giải quyết công việc xong á, con sẽ về ngay. Chắc chắn rồi, làm sao má bỏ con Trà được. Thôi mà má. Má, anh Quý còn nhiều chuyện lắm. Hay thôi đi, con chịu được mà má. Nè, con đừng có ngốc nghếch như vậy. Tại sao con phải chịu đựng như vậy chứ? Con thu xếp. Dạ. Mau mau về gấp nha Quý. Dạ, con biết rồi má. Quá sức. Trúc Trà bị đánh luôn à? Tao cũng không rõ nữa. Mày chạy về liền đi. Mọi việc ở đây để tao. Nghe má nói tao sốt ruột quá, có ở đây á cũng không tập trung làm được gì hết. Mày giúp tao giải quyết công việc nha. Bây giờ tao về quê luôn. Quý. Hả? Quan trọng bây giờ là mày phải giải quyết chuyện này ra sao với bà già mày. Tao phải nghĩ cách thôi. Lần này á, không làm căng là không được. Làm gì cũng đừng để Trúc Trà chịu nhiều thiệt thòi đó. Tao biết phải làm gì rồi. Tội nghiệp Trúc Trà. Má qua nhà Trúc Trà rồi. Chiều Dương ở nhà một mình không biết có ổn không nữa. Của ba. Ba đã bỏ con đi quá sớm. Ba xin lỗi con. Ba ơi, con cô độc lắm. Con cứ tưởng là con có một gia đình là con sẽ mãn nguyện rồi. Nhưng tại sao mọi người cứ dần xa cách con vậy? Con à, tại con nghĩ như vậy thôi. Chứ má con và chồng con, ai mà không thương con chứ? Không có đâu ba. Ba thấy anh Hiếu, anh cứ bỏ con đi biệt biệt à. Chắc cũng vì công việc thôi con à. Ngày xưa tụi con yêu nhau lãng mạn lắm. Giờ đây thời gian tụi con dành cho nhau không còn như trước nữa. Ngày xưa khác bây giờ khác. Đàn ông khi mà đã có gia đình rồi thì có trăm thứ để lo, thời gian đâu nữa mà để lãng mạn hả con. Con đừng có trách thằng Hiếu, ba thấy nó là người tốt đó. Con thấy con giống như người thừa trong gia đình này vậy. Má con lúc nào cũng quan tâm tới Trúc Trà hơn con. Con đừng có nghĩ như vậy mà tội nghiệp má con. Ba biết trong thâm tâm của má con thương con rất là nhiều, con có hiểu không?
Còn con Trúc Trà nữa, con đừng có ganh ghét em con mà tội nghiệp nó. Nó là đứa rất là ngoan hiền. Thì nó ngoan hiền cho nên mọi người yêu quý nó, còn con là đồ bỏ đi chứ gì. Kìa Kiều Dương, mọi người nghĩ gì không có quan trọng. Quan trọng là bản thân con đây nè. Sống làm người thì mình phải biết tự tin. Con đã từng phạm rất nhiều sai lầm, và con đã trả giá quá nhiều rồi. Phải biết bằng lòng với những gì mình đang có. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với con. Con hiểu chưa? Ba. Ba ơi, ba ơi, con sợ lắm. Ba ơi. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Chạy ra. Không được, con gái tôi. Chạy ra. Cô ta chết tôi. Tôi chết hoài. Tôi không còn siêu thoát nữa. Máu đủ, máu đủ. Bà ơi, bà ơi cứu con. Bà ơi cứu con. Bà ơi. Má có gọi cho vợ con không má? Có con, nhưng mà nó không có bắt máy. Dạ, con cũng gọi mấy lần mà không được. Ừ, chắc là nó ngủ quên đó con. Dạo này nó hay nằm lì trong phòng lắm. Con thấy lo cho vợ con quá. Má đi rồi chị Dương ở nhà một mình không biết làm sao. À, trời ơi, vợ con nó lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà con lo dữ vậy. Chứ hơn nữa má đi vài ngày rồi má về, chứ có đi luôn đâu. Dạ thì con biết vậy nhưng mà Trúc Trà ổn không má? Con biết không, miệng em con á lúc nào nó cũng nói là con ổn, con ổn. Nhưng thật sự nó sợ mọi người lo nên nó nói vậy á. Thời buổi hiện đại giờ mà tìm được người phụ nữ như Trúc Trà, vừa hiền lành, vừa nhẫn nhịn nè, vừa chịu đựng, đâu có dễ đâu con. Dạ, con biết tính Trúc Trà mà. Em lúc nào cũng nhận phần thiệt thòi với mình. Ừ. À, con muốn nói chuyện với em không? Dạ. À, nè, nói chuyện với anh đi con. Dạ. Nghe nè. Chiều Dương, Chiều Dương. Cô hai nè, thấy gì mà con la dữ vậy? Dương à, cô thấy con ngủ á, cô về cô bới cơm cho con ăn nè. Dậy ăn cơm đi con. Ngoài trời đang chuyển mưa đó, con có muốn cô ở lại đây ngủ với con không? Hay là cô về? Cô hai ở đây ngủ với con đi. Mà má bay á, đi đâu không biết nữa. Hồi nãy tao về tao lấy điện thoại bàn tao điện, mà điện hoài không được má bay. Má còn qua nhà chồng của Trúc Trà. Ủa, sao qua Trúc Trà? Bộ nó gặp chuyện gì hả con? Má. Hử? Con cảm ơn má nhiều lắm. Sao tự nhiên lại cảm ơn má? Cảm ơn má vì đã luôn yêu thương con. Con biết không, lúc đầu gặp con á, má cứ ngỡ con là đứa con gái thất lạc bấy lâu. Má thương yêu con vô bờ bến. Nhưng sự thật vỡ ra, ba nhận con về nuôi thì má vẫn yêu thương con. À, một đứa con gái ngoan hiền như con nè,
Con xứng đáng được nhiều người yêu thương mà. Con cảm ơn ông trời đã cho con gặp má. Bà mất đi, nếu không có má, con lại một lần nữa là trẻ mồ côi. Má cũng cảm ơn con vì ông trời đã cho má thêm một đứa con gái nữa. Nhiều lúc á, con cũng tự hỏi, không biết bà má ruột của con là ai? Tại sao họ lại bỏ rơi con? Nếu như con không được gặp bà với má, không biết cuộc đời con sẽ ra sao nữa. Chắc chắn họ có lý do nào đó. Cha mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái mình như vậy. Con không oán trách ai hết á. Ông trời công bằng lắm đúng không má? Đã bù đắp những mất mát của con bằng cách cho con được làm con của ba má. Con nói đúng, ông trời rất là công bằng. Lấy cái này thì sẽ trả cái kia. Ông không lấy đi cái gì của ai hết. Con hạnh phúc nhất là được ngửi mùi thơm của má. Làm gì? Đại ca tao không rảnh để gặp mày. Mày dám tới đây gây sự hả? Tôi chỉ muốn nói chuyện với ông. Tôi đàn em của ông mới là kẻ gây hấn. Tao với mày không có chuyện gì để nói. Ông đừng ném đá giấu tay. Tao ném thật chứ không có giấu. Nếu ông là người quân tử, muốn gì cứ chuyện đối mặt với tôi. Đối với những kẻ đẩy con trai tao vào chỗ chết, tao không cần phải đối xử quân tử với nó. Cái chết của Di Khương không liên quan gì tới tôi. Mày còn chối nữa hả? Chính mày đã phối hợp với công an để đẩy con trai tao vào tù. Nếu con ông không làm vậy, pháp luật đâu cần can thiệp. Đánh nhau nữa không? Tôi sẵn sàng tiếp. Mày đừng tưởng có chút võ nghệ rồi ngạo mạn. Tao cũng không giấu mày, tao sống tới ngày hôm nay là để đợi ngày này tao sẽ trả thù. Và nợ máu phải trả bằng máu. Quay đầu là bờ. Cái gương con trai ông phải chịu cảnh mọt gông trong tù vì vi phạm pháp luật, ông chưa sáng mắt ra sao? Mày yên tâm đi, khi nào tao chết, tao sẽ kéo mày chết theo. Chúng ta sẽ chấm dứt mọi ân oán. Tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn phá hoại chuyện làm ăn của tôi một lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu.
tội đó. Tao sẽ dùng cuộc đời còn lại để đấu với vợ chồng mày. Thơm quá, thơm, thơm quá. Con nấu ăn càng ngày càng ngon á. Con. Dạ. Con lên phòng mời mẹ con xuống ăn cơm đi. Dạ, để con lên mời. Ừ. Mẹ ơi, con mời mẹ xuống ăn cơm. Tôi không ăn. Mẹ, con có nấu món canh chua cá hú, món mẹ thích đó. Con mời mẹ xuống ăn nha. Cảm ơn cô, tôi nuốt không có trôi. Hai mẹ con cô cứ tự nhiên ăn đi. Dạ, vậy thôi mẹ nghỉ ngơi. Khi nào mẹ muốn ăn á, mẹ nói con mang lên phòng cho mẹ nha. Thứ gì mà lì, nhà của người ta mà cứ tưởng nhà từ đường của mình không à. Má, mẹ con nói mẹ con không ăn. Vậy thôi, mình ăn đi. Dạ. Con mời má ăn cơm. Ăn cơm thôi. Đứng lên. Con tôi không phải nấu cơm để hầu cô. Đi ra ngoài mua cơm hộp ăn đi. Tôi ăn cơm nhà bà Liên. Ăn cơm gì của nhà bà đuổi tôi. Cô có tin là tôi tát cô một cái, mặt cô lật ra phía sau không? Loại vô liêm sỉ. Đầu cô có óc không? Có biết suy nghĩ không? Cái bản hợp đồng đẻ mướn đó, cô được trả bao nhiêu hả? Cũng đủ cho tôi có một số vốn làm ăn thôi. Có cái loại phụ nữ nào bán con mình đẻ ra để lấy vốn làm ăn? Mặt cô dày hơn là cái mặt bàn nữa. Chó thì sủa mặt chó, đường ta thì ta cứ đi thôi. Nè. Cô nói ai là chó vậy? Cô nghe chuyện nhà tôi đủ chưa? Anh mới về đó hả? Bỏ ra coi. Tại sao cô đánh vợ tôi? Thì tại vợ anh sỉ nhục em, rồi vu oan em ăn cắp điện thoại chứ bộ. Tôi nói cho cô biết nha, vợ tôi không bao giờ vu oan cho người khác. Mẹ, mẹ, có người ăn hiếp con này mẹ. Mẹ ơi. Mà ngồi xuống ăn cơm đi con. Thank you.
gì mà ồn ào vậy? Ờ, mẹ. Mẹ về rồi hả? Mẹ coi má vợ mẹ kìa, qua đây ồn ào, nhức cái đầu quá rồi. Chị xui à, tôi đâu có rảnh mà qua đây làm phiền chị. Chị coi đi, chị đã làm gì với con gái tôi? Đem cái ngữ này về, xen vào phá chuyện hôn nhân của vợ chồng nó. Tôi làm gì thì có lý do của tôi. Chị không thích thì đem con gái của chị về đi.